Chị Kiều Hương xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Kiều Hương lại chơi trò ô tô biến thành robot đi chiến đấu đấy. Đây là ô tô của chị này.
Như vậy là chị đã bị bắn hạ rồi. Trò chơi đã kết thúc rồi, các em nhớ đăng ký kênh của chị Kiều Hương nhé. Tạm biệt các em.